Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi đi qua một cái ngách rất hẹp trước cái nhà của ông mẹ, chắc là ông mẹ của nhà chị Hồ Thị Tuyết, chúng ta đến cái chỗ này là một cái góc bên cạnh, có vẻ sau kia giống như một cái hồ, là nhà của chị Hồ Thị Tuyết và Đặng Văn Bình. Hai anh chị ở trong một cái xó khá là sâu tại đường Đào Duy Anh. Cái quang cảnh ở đây thì ta thấy cũng là khá là sơ sát. Cái nhà cũng khá là tạm bợ. Chúng ta thấy cái nhà được xây trên cái trụ bằng cái ba lô, rất là nguy hiểm. Nếu mà với cái dòng chảy thì cái hàng trụ này không chịu được. Có lẽ là xây như thế này để chống lụt luôn, tránh lụt. Nó chính xác là như vậy. Dạ em chào anh. Dạ. Dạ. Cho em hỏi đây là nhà của chị Hồ Thị Tuyết Dạ, chính và do anh đây đấy. Đặng Văn Bình phải không ạ? Dạ. Dạ. Em chào chị. Dạ. Chị ở đây mấy người mà cái nhà giống như cái lồng chim đi. Bốn người. Bộ người à? Dạ. Dạ. Anh với chị với ai nữa? Hai đứa con. Hai đứa con. Hai đứa con. Hai đứa con năm nay học lớp mấy rồi? Bạn học lớp 6. Dạ lớp 6 hả? Con trên đứa khác. đường bò học có đường đi chơi. Đứa bò học Dạ. đi chơi. Đứa bò học là đứa 6 hay là đứa trước? Đứa thứ gì? Đứa đâu? Đứa thứ gì? Đứa thứ nhì bò học. Đứa đâu Là vậy? một trai một gái hả? Ba đứa À ba đứa là hết. ba đứa mang đứa lấy chồng hồi Đứa là chồng. hồi Tức là đứa đầu là con gái là chồng rồi. lấy chồng hồi Dạ. Khổ hả? hồi Dạ. Đứa thứ hai là cũng con gái đúng không Đứa đâu cái gì là con trai ạ? À đứa thứ nhì là nó con bỏ trai bỏ học. học Con đứa thứ ba là đang đi học. đang học Dạ. Học sáng lên. học cái lần Ủa phía sau này cũng có một gian nữa đấy. Sau này Dạ. À sau này có thêm phòng ngủ nữa. Dạ. Em tưởng chắc cái phòng ní thôi. Thì tại ra phía sau này cũng có một cái phòng nữa. Dạ phòng ngủ. Không có bếp à? Rồi nấu ăn cho mô. Nồi cùi nhưng mà nấu cho mô chứ. Nấu gì hô hả? Cái nhà cái thể rất là cao. Dạ. Nấu ăn đi ra đường đi luôn à? Trời ơi, phơi áo quần dưới đi. Ồ, bỏ bên kia nấu luôn à? Ồ, rồi đất đấy của mình luôn hả chị? Đất đất của nhà nước của chị nấu bằng calo nên chị mới nấu Còn đất xong đấy của nhà nước hả? chị mới nấu xong À, mình nấu xong luôn à? nấu bằng calo Nấu ở đây mà bưng lên xá rửa. chị nấu gì đấy cho con khỏe Dạ, rửa. Cho bưng lên bưng xuống ăn cũng vất vả quá ha. Dạ là anh đi làm thế này. Dạ, cái tên là anh thế này hả? Ban ngày nữa là đổ bê tông. À. Anh bẻ cái càng sắt à. Dạ. Và tự nhiên anh văng xuống. À, trượt cái bong búng đó. Mà xong rồi bị máu tụ trên đầu á. Và thời À, gian là 5 bộ năm. từ trên sang xuống. Mổ Màu bầm. Mổ ngang đi. Dạ. Mổ ngang đi văn đi qua văn đi thôi. À, rồi hả? Và Dạ. máu tụ trên đầu á. Dạ. Và phải nằm bệnh viện 5 lâu năm. Dạ. 27 ngày chữa trên nữa. Dạ. Sau á, ri là gần 2 năm rồi đấy. Dạ. Đó, cho đến ngày đầu với chứ ri là gần 2 năm rồi. Dạ. Khi nợ chị không có tiền. Dạ.
chuyện của tiên bên ngoài á. Dạ. Anh em chị em cho người vay tâm nữa. Dạ. Em mẹ đó rồi đó, đi xin á. Dạ. Em mẹ cho. Dạ. Ở đây anh đi. Mẹ mố. Mẹ ngồi. Mẹ ngoài là ở mố. Mẹ ngồi ở ngoài đi. Mẹ tên chị phải mẹ à mẹ rực à là dạ 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 chị mẹ là con của mẹ rực hả con của mẹ rực bậc tánh đó à mẹ rực bậc tánh đi à dạ sau cái em cũng hay ra tặng quà dạ sau cái gì mà có người nhận giúp đỡ bất cứ anh lành à có người nhận giúp đỡ bất cứ anh lành người nó cho tầm tay tắm được vì tiêu hai tiêu được à người cho ý. Anh không tự ứng đó được cho dạ ở chỗ tiên anh không tự ứng lại cho chỗ tiên 24 triệu dạ ba chữa ba lần mà về em cùng đi dạ thương làm chi hết chưa không làm chi được không được dạ. Đi tắm cũng tắm cho anh nữa đi tắm thì chi cũng phải tắm cho anh hả tắm. Chị là con thứ mấy của mẹ rồi năm. Con thứ năm hả? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Sau cùng họ chó thôi mà cũng mượn nơ mẹ chục tiêu. Dạ. 27 triệu. 27 triệu hả? Giờ trả hết chưa? Chưa. Dạ. Con nơ. Con à? Con 27 triệu. 2 năm rồi mà 27 triệu vẫn trả chưa hết. Bây giờ vừa rồi có cố một cái mì mà có cho 300 đô. Dạ. Mà trả được người. Mà còn với chữ con người 17 triệu nữa, mất có tiền. Dạ. Con đặt làm đùa nuôi chồng nuôi con nữa. Giờ chị làm cả chi? Bây giờ chị làm nghề chi? Đi lượm trái báo cho xe đó đó. Đi lượm trái báo hả? Đi lượm trái dạ. báo cho xe đó. Thì lượm một ngày được bao nhiêu? Vô khi 50-70 gây may mắn thì tâm đâu được. Dạ. May mắn thì có thể lượm đến 100. Con thôi thì mà ngay đi dư cái ngay có ngay không nữa. Đây là xe chị lượm trái báo hả? Dạ. Mình là lượm kiểu rắn. À, mình để thùng rác mình dùng cái que sắt này mình khoeo. Dạ. Đây là các cái lon được lượm từ trong thùng rác. Dạ. Dạ chị thương lượm chỗ mô Chi Lăng. Bên đường Chi Lăng hả? Đường Chi Lăng á. Tức là những cái trái cái lò họ vất giữa đường rồi là chị lượm hả? Lượm đi thùng rác. Dạ, à lượm đi thùng rác. Được. Dạ. Lượm rồi thì được. Bạn được bao nhiêu đâu? 70 nhiêu kia 50 cho mấy. Dạ. Mà có cũng đủ. Dạ. Ngoài ra còn làm gì nữa không? Đi lượm rồi thôi. Đi lượm rồi ta hả? Đã đi từ mấy giờ? Đi vô cái 7 giờ, 6 giờ, 7 giờ nữa. Dạ. Đến mấy giờ là thôi lượm? 11 giờ rồi được bao vi. Thế là yeah. Sớm lo cho trông cho con cái luôn ăn cái học. Thế con hàng lớn rồi hàng đầu chắc được cái gì? Con bé này nhỏ mà. Lập bài rồi? Không biết. À rồi à? Không biết nấu. Phải luyện cho nó chị ơi. Dạ. Có phải về nấu dạ. Ăn cho trông cho con ăn. Dạ. Chiều đi chọc cái kiện tiên sáng. Rồi cái đứa mà bỏ học đó thì giờ nó làm chi? Dạ ăn con ở gia rồi. Chưa muộn cho con đi học về lại thì cũng khó. Ăn rồi ở nhà rồi hả? Nuôi đi học thôi cũng có tiền nuôi nữa. Dạ. Thì hàng nấu cơm cũng được. Ừ. Phụ làm việc nha cho mẹ cho một mà trái, một mình làm sao mà càng đảm hết công việc con trai ăn biết dạ để chị năm nay mấy tuổi rồi năm nay 43 tuổi 43 tức là sinh năm mấy 1977 dạ còn anh năm nay bao nhiêu 72 48 tuổi anh sinh năm 72 hả dạ còn năm chục tháng mấy năm nếu một tiếng mà ta nơi à rồi à bởi vì từ đi làm mà vô tiền mà cái tạ thằng lời được thằng lời họ thẳng dạ. Tiêu 10 triệu đó thẳng tiêu 10 triệu lời thẳng tiêu ăn tiêu cháu lại gì mà nặng ghê rứa vì mấy người họ cho vay á bơ khi nợ hồi nợ bơ tiền 10 triệu mới lời thẳng tiêu luôn à vay già cáo rồi là nắm là coi như 100% luôn hơn 100% luôn 120% luôn
chị ngộ tây dương đây bởi chị nhiều khi chị tụ nơi dạ tại nhiều khi chị đi tụ dạ rồi chị ở chỗ này là địa chỉ răng hay ba bảy kiệt một đó danh theo cái hộp cái tên của ông tên á 37 kiệt một Đào đường Duy Đào Duy Anh dạ dạ gia của ông dạ mình dùng như kiểu lại cái tên của gia ông mình không có sổ anh ạ à không có số. Số nhưng mà địa chỉ của mình là ăn theo địa chỉ nhà của ông mẹ đấy ông mẹ đó là ông mẹ nội dạ ông mẹ nội dạ ông già của em bà già của em dạ ông hai năm nay bà chị chịu khó bà chị cái núi trong à rồi thì con, ông mẹ con sống không dạ ông mẹ con đấy con dạ. Sống ông mẹ với con à cãi luôn dạ ông mẹ có hết mẹ được con ông mẹ có hết được không dạ yeah. 10 người con hả mà, ông mẹ nội con đông hả bảy trai ba gái bảy trai ba gái rồi anh nhớ là ông mẹ ở đây từ năm mấy không cho ông em chiều dạ lâu không tức là anh cũng được sinh ra trên mảnh đất này luôn yeah. Em thấy đường vô ngò ngoan ngoèo dạ bà mà mang ở đây lâu rồi anh ạ dạ ở đây còn còn thanh niên chưa là dạ anh em đông dạ yeah. Phải làm sơ hồ đi sau này họ giải tỏa để họ cho mình cái gia à thì, à mình làm đi để sau này giải tỏa mình được cái gia anh cho cha mình gầm đền bù đó dạ đông quá ở với họ đến này rồi à trong cái dân sau đi dạ trong đi dân được họ giải tỏa họ cho mình gia cửa chỉ đỏ mình đây là mình có hộ khẩu đây lúc rồi chứ mình có khẩu lúc đó mới được đền bù chứ có khẩu có hai vợ chồng thì phải sống đi để sống đi ra được cho chi đồ để mà có gia ở ở đây mà ra đường Đào Duy Anh thì khoảng mấy trăm mét chị ha 500 mét á cỡ 500 mét ha à ở đây người ta giải tỏa làm cả chi làm di tích lại à ở đây là di tích ha đây di tích đây là di tích chi sông Nga sông Ngựa Ha à đây là sông Ngựa Ha hả à ông vẫn ăn vẫn quanh luôn anh à à rồi à tức là đi ra thấy mặt nước không thì ra là mừng được chứ là đây là sông Ngựa Ha bây giờ chưa được bồi rồi à à đây cái tên là lòng sông Ngựa Ha luôn hả giờ chưa là bồi rồi mà không còn nước nữa à à dạ rồi bằng tắc cũng chạy đường mua hay không có nước nữa còn nước đường khác chạy đường khác chạy vô lưng ý chạy vô tân lộc à chạy đường khác chứ mà họ lấy thì họ đào lại đó họ đã không phải là nào vẹt lại à ra được hết đúng dạ thì khi mua nhà nước lấy rồi hay thì khi đó hy vọng anh chị có được cái chỗ ở nó ổn định hơn chắc chắn hơn dạ một chắc mà làm núi trông một chắc là nuôi chồng dạ cũng nó ở nữa bữa trưa cầu mong nó có ai đó giúp đỡ cho em chị thêm để nó không có nợ nuôi con thì đứa thứ hai cho nó đi học nghề cho rồi dạ đi học nghề một thời gian thôi chứ đi học một số nghề thì chắc có lẽ là khi mà nó làm được thì thầy cũng phụ phí trả công cho nó chứ dạ chứ có điều gì là được chỉ có là được sáu đi học thôi thì anh chị tiêu một ngày khoảng bao nhiêu được mấy chục ngàn chi phí một ngày mình đã ăn tiêu á hai anh chị á thêm đứa nhỏ nữa là cứ có thì ăn gì không có thì ăn ít ngày mua có thì mình mua đồ ngon đồ được ăn cho con gái đồ được ăn sáng đồ không có thì dính cho mình cũng có làm ra tiền để chuộng mua ăn sáng thường mình ăn chi ăn mình canh rồi được à, ăn mình canh ha mình canh ở đây bạn tô mấy chi tô 5.000 đô được thôi 5.000 10.000 hả 5.000 10.000 10.000 là bèo rồi anh rồi 10.000 là bèo rồi 10.000 là bèo làm sao được tô 10.000 mình ăn được 5.000 10.000 con có 10.000 con bèo rồi mà mình ăn tô 5.000 sao ăn không có thì gìn hả không có thì gìn dạ ăn sáng thì tô bánh canh thì cũng nhưng mà bánh canh gạo á bánh canh là bột gạo thì cỡ 7.000 thôi em cũng thường ăn tô 7.000 10.000 canh thịt
10 ngàn. Mà chúng mày cho hết. Dạ, mày coi hết. Dạ, 5 ngàn cũng có. Ông mày múc được. Dạ. 5 ngàn. Dạ, mày múc cũng được hết. 5 ngàn múc cũng được, 7 ngàn múc cũng được và 10 ngàn múc cũng được. Dạ, dạ. Có thì ăn, có thì gìn được. Dạ, dạ. Thì mình làm tiền đồ rưỡng khó, dạ. Nên chỉ phải tiết kiệm. Dạ. Người có ăn không thôi, dạ. Không gìn được. Dạ. Con làm ăn thì... Cho cái mái tôn này về bị gió nhiều khi nguy hiểm quá, dạ. 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 Chứ cũng ở tạm gì, dạ. Tiền bạc mua. Rồi thì trước nhà ông mẹ ở với ai? Ông ở dương có mấy anh em đó. Cả hết là mấy đứa? Bảy đứa. Bảy người con đang ở với ông mẹ luôn? À rồi à, dạ. Bảy người con trai đang ở với ông mẹ. Rồi ông mẹ con trai đã có vợ có chồng hết chưa? Con cái á? Dạ, có rồi. Có hết rồi hả? Dạ. Ai cũng có gia đình hết rồi. Mà bây giờ chỉ ở con đây thôi. Dạ. Dạ, rồi thì chắc ha. Dạ. Dạ. Yeah. Chứ ở đống nhiều quá thì không có chỗ để mà ở. Dạ. Bởi động viên nó cũng lại được. Tức là khi không mua bảo hiểm á hả? Không mua. Ai mua, cho bởi động mua thì mua bảo hiểm ảnh là tiền. Thì bây giờ mua. Mua thì giờ bây giờ mua bảo hiểm. Không, giờ chứ có thì họ trợ cấp mà chỉ đồ ăn tan tật á. À, người tan tật rồi hộ nghèo. Anh chị có hộ nghèo không? Dạ, hôm nay cắt rồi. Hôm nay mới cắt bữa anh bị rửa thôi chứ chưa xin lại nữa. Dạ. Hôm nay em bị đi giá rồi cắt giá. Dạ, hôm nay cắt rồi à? Dạ, cắt rồi. Dạ. Dạ thì hôm nay em đến thăm anh chị đại diện Mạnh Thường Quân, đó là Audrey ở Mỹ. Dạ. À, thấy hoàn cảnh của anh chị cũng rất là khó khăn. Dạ, có gửi về 2 triệu tặng anh chị. Dạ, em xin gửi anh chị. Dạ. Em cảm ơn cô Audrey ở Mỹ. Dạ. Em cảm ơn Audrey ở Mỹ. Dạ. Đã quan tâm giúp đỡ cho em. Dạ. Em có khăn. Dạ. Em cũng cảm ơn cô. Dạ. Rồi thì cùng thay mặt Audrey. Dạ. Chúc anh chị ngày càng tốt hơn. Dạ. Dạ, thoải mái hơn. Trước anh mắt thì có nhiều Mạnh Thường Quân giúp đỡ hơn. Dạ. Cảm ơn Audrey thôi. Dạ. Audrey ở Cali. Dạ. 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 Vừa rồi có cái Omo đến Mỹ có giúp cho 300 đô bơ cả được người. Dạ. Dạ. Chứ có người nhớ bơ mắt rộng mừng của tiền. Dạ. Chứ ai cho thì tạ lưng lưng cho họ được. Dạ. Dạ thì mình cũng xin cảm ơn Audrey. Xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã xem video mình chia sẻ về các cái hoàn cảnh khó khăn. Và đây là nhà của anh Bình và chị Tuyết. Dạ. Tại địa chỉ là 37 Kiệt 1 đường Đào Duy Anh. Số điện thoại là 078 469 4625. Dạ. 07 88 469 469 4625. Dạ, đó là số 4625. 4625. Dạ. 4625. Dạ, đó là số của chị Hồ Thị Tuyết. Nếu quý vị và các bạn quý Mạnh Thường Quân thương tình thì có thể liên lạc và giúp cho chị Tuyết vơi đi nỗi khổ đau đó một phần. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Dạ, 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 rồi em xin cảm ơn anh chị. Dạ. Xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Vâng. Để nuôi chồng nuôi con do mặt nào. Quý vị và các bạn không quên like cho video cũng như đăng ký subscribe để nhận được các video khác mình đã chia sẻ tải lên về cái cuộc sống quang cảnh của Huế. Vâng, xin chúc mọi người luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng mến chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin trân trọng. Dạ, chào anh, chào chị. Dạ, 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 dạ.